Hello anh em nhá. À, thì hôm qua mình thấy một số bạn đang thắc mắc về cái khối pin mình đang sử dụng này này. Mình thấy một số anh em đang thắc mắc về mình đang sử dụng khối pin gì mà nó có thể tải được cái công suất lớn như vậy, có thể tải được cái máy khoan bê tông này luôn này. Đó. Thì video hôm qua mình đã test cái kích sinh chuẩn 1000 watt này cho các bạn xem rồi. Đây là một cái con kích sinh chuẩn của bên hãng CNBO khá là ok nha các bạn mình thấy con kích này dùng rất là ok luôn trong cái quá trình hôm qua mình quay video thì mình có quay qua một cái viên pin này cho các bạn thì cũng thấy khá là nhiều anh em thắc mắc về khối pin này thì mình cũng tiền thể để mình quay luôn con này thì đây là một cái khối pin là có 100 ma thôi các bạn ạ đó Tuy nó cao to thế này và dày nhưng mà nó chỉ 100 ma thôi nhá con này nó chính là cái bản nâng cấp mà cái pin 100 ma hôm trước mình đã review quản xem ấy ở cái khối pin mà 100 ma lần trước mình đóng ấy để mình sẽ cho bạn xem này đó Lần trước mình đóng thì khi khối pin đấy nó chỉ đến đây thôi các bạn ạ Và cái chiều dày này này Cái chiều dày của cái khối pin đợt trước 100A Thì nó cũng chỉ từng này thôi Nó khá là mỏng Ở cái khối pin này của mình đây là cái phiên bản thứ hai Bản 100A nhưng mà nó có một cái trọng lượng này Cũng như là chiều dài Và cái độ dày của nó rất là dày nhé các bạn Đây Con bản V1 thì nó chỉ đến đây thôi các bạn ạ Khoảng tầm đến đây này Đó Và dày thì nó cũng chỉ tầm này thôi về cái khối pin này thì các bạn có thể mua trên Shopee nhé Nếu mà đang còn hàng và còn link thì mình có để trong phần mô tả luôn Tại vì mình thấy những cái khối pin thế này này Mình thấy một số shop bán rất là nhanh Gần như là hàng về là không có để bán luôn các bạn ạ Nên là nếu mà có link thì mình sẽ để trong phần mô tả nhé Kèm theo con này thì nó sẽ là một cái mạch sạc pin 100A nữa các bạn ạ Cho ra dòng sản 100A này Đó. Ở đây thì cái khối pin này của mình là ghép 4 viên với nhau Mỗi viên là 3,2V Thì nó khi sạc đầy thì nó rơi khoảng tầm trên 14V nhé thì cái kích điện của các bạn là chạy 12V thì nên sử dụng những cái cell pin mà 3,2V là nó hợp lý nhất Nếu như mà các bạn sử dụng những viên 3,7V ấy thì các bạn chỉ ghép được 3 viên thôi Và điện áp của các bạn là hơn 12V một xíu Nếu mà nó lúc mà nó gần hết khoảng tầm 50% chẳng hạn Thì một số cái kích điện là nó không chạy được các bạn kích Một số kích điện là dưới 10V là nó không chạy được chẳng hạn Hoặc là 10V6 nó không chạy được chẳng hạn Thì đấy là một cái số kích điện nhé còn các bạn nên sử dụng những cái dòng pin 3,2V cho kích điện là nó sẽ hợp lý nhất so với pin 3,7V này. Đấy. Review sâu cho anh em xem về con kích này nhé. À, tiền thể đây thì mình có quay qua cho các bạn xem một số phong cảnh ở quê mình nhé. Tại vì là cũng một số anh em cũng bảo là chỗ này đẹp mà không quay cho nó lâu lâu một xíu. Đây, chỗ này của mình thì chỉ có như thế này thôi. Hôm nào thì mình sẽ bay flycam cho các bạn xem nhé. Video này mình à, sâu dàn về pin này cái đó. Với cái khối pin 100mA này thì mình thấy nó có cái sự khác biệt so với cái khối 100mA mà đợt trước mình đã đóng các bạn xem ấy hướng dẫn các bạn cách đóng pin này. Thì cái khối này nó có cái chiều cao này nó lớn hơn này. cái chiều cao này nó rơi khoảng tầm một găng tay. À, chiều ngang này thì nói chung là mình không có ý thước ở đây các bạn ạ, nên là không đo được cái chiều ngang của cái này. Nói chung là về cái khối pin này mình thấy cái trọng lượng của nó rất là nặng này. Thứ hai là nó sẽ dày hơn này và nó to hơn mình thấy khối pin này nó sẽ chất lượng hơn cái khối pin đợt trước các bạn ạ nhưng mà được cái thì cái tiền thì nó sẽ cao hơn một xíu mình nghĩ là với những cái khối pin mà nó có cái kích thước to lớn như thế này thì mình nghĩ là cái khả năng lưu trữ của nó sẽ được tốt hơn so với những cái khối mà nó nhỏ nhỏ hơn các bạn ạ cái mạch này hôm qua mình cũng đã test thử rồi nó xả cũng tương đối là ok không nóng cho lắm ví dụ như mình test thử với những cái máy khoan thế này này Đó, máy đục bê tông các bạn Thì video hôm qua mình đã test còn xem về con kích này ấy, con kích của bên là CNBO này ấy, thì mình thấy con này cực kỳ ok luôn nhá. Pin thì Nói chung là xả thì không nhằm nhò gì các bạn ạ. Bình thường như những cái kích rẻ mà nó khoảng tầm 1000 W nếu mà các bạn ấn máy khoan này này là con trong này một phép nó đã nóng rồi các bạn ạ và cái quạt nó đã hoạt động rồi. Nhưng ở cái con này thì nó chỉ hơi ấm nhẹ thôi. Khi mình ấn tải hơn 800 W cái mạch này thì nó vẫn xả chưa chưa nóng các bạn ạ, chưa thấy ấm luôn đấy. À, cái khối pin này thì mình thấy cái khả năng lưu trữ của nó rất là tốt. khi mình uh, test thử tải này, test xả này, nó vẫn lưu được cái dòng điện uh, rất là ổn định các bạn ạ. từ hôm qua giờ mình vẫn chưa nộp mà bây giờ về nhà mình có test thử qua một vài video nữa. À, về cái mạch uh, sạc xả này thì nó của cái hãng uh, GBD nhé các bạn, nó sẽ cho ra được cái dòng xả ổn định hơn con đỏ đỏ hôm trước mình đã review các bạn xem ấy. Con mạch này thì là mạch sạc xả BMS 100 ma à, Nhìn cũng rất là ok các bạn ạ Đây mình cho các bạn xem này Đó, Bên trong này nó có hai giấy mót phét luôn nhé các bạn Một giấy ở mặt ở bên trong lưng này này Và một giấy ở mặt lưng này Con này thì khi mà mình test thử ấy, Mình thấy cái khả năng sạc xả của nó khá là ổn định cái khả năng xả của nó khi mà mình test với cái kích điện này này Khả năng xả của con này rất là ổn định so với cái mạch đỏ đỏ hôm trước mình đã review các bạn xem rồi thì video này mình chỉ review nhanh cho anh em về cái khối pin này thôi. Ở đây là cái khối pin một trăm ma hạt nhé các bạn. Kèm theo một cái mạch sạc một trăm ma nữa này. đó mạch sạc sạc một trăm ma. Con này thì cái giá tiền nó cũng tương đối là đắt con ạ Gần 5 triệu đồng cơ Anh em nào mà cân nhắc mua pin thì có thể chỉ chuyển qua cái hệ pin Hệ pin thì nó sẽ bền hơn bình quy Mình đã sử dụng pin lâu rồi Nên là cái mình thấy cái viên pin nó sẽ bền hơn quy rất là nhiều nhá quy còn sử dụng một thời gian 1-2 năm là nó bắt đầu hỏng rồi Còn sử dụng pin thì mình thấy cái dung lượng của nó vẫn rất là ổn định Theo cái thời gian mà sử dụng dài chỉ có điều là cái giá tiền thì nó sẽ đắt hơn rồi đắt hơn so với bình quy đó thì như vậy mình cũng đã review nhanh cho anh em xem về cái khối pin phiên bản thứ hai này phiên bản 100 ma nhá con này chỉ 100 ma thôi nhá các bạn đừng nhầm tưởng với cái khối pin mà đợt trước mình đã review nhá khối đợt trước thì nó chỉ cao bằng từng này thôi này đó, nó khoảng tầm từng này thôi nó không cao lên như thế này đâu và nó cũng không dày như thế này đâu nhá ở đây mình đổi qua cái hề này các bạn ạ Ok thì nếu mà đang còn link mua trên Shopee thì mình có để trong phần mô tả nhé Thì video này theo yêu cầu của anh em thì mình cũng đã review nhanh cho anh em về cái khối pin này rồi à, Thì các bạn nghĩ gì về khối pin này còn bạn cứ comment ở bên dưới video Và đừng quên là đăng ký kênh TV TV cùng kênh chế đồng hồ mình nha Chào quan